Ok, chào bạn. Đây mình sẽ chơi cái cuộc Karaoke. Lên tượng. Lên mã. Nhập thành đây. Ok, lên tốt một nước thì tránh hậu ăn. Lên mã. Quyền nhảy vào ô đây, chiếm ô tiền đồn. Ra xe để giữ tốt. Ở đây. Lên mã. Ra đây nếu mình lấy mã để bắt tốt này thì đen sẽ bắt lại tốt này. Ok, mình lên tốt trước để giữ. Ok, đây là nước đi sai của đen rồi. Đen sẽ hết cờ rồi. Chiếu.
Ở đây thì cờ này dễ đánh thôi, đánh được gì thắng thôi. Lên tốt. Hai xe đấu một xe, nói chung là cũng khó để có thể phòng thủ cho đen. Đẩy vua xuống. Đen vẫn rất cố gắng. Còn 20 giây nữa. Về trước. Chúng ta xem là đen sẽ đánh thế nào đây. Okay. Chơi tiếp vào nữa. Cái gì này?